Hello, xin chào các bạn. Mình là Kenty. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi CJ. Nhưng mình sẽ không chơi cốt truyện, bởi vì mình sẽ chơi những cái mod của game này. Thì ở hiện tại thì rất là nhiều bạn trên YouTube đã chơi những cái mod của CJ. Có thể là đây, đối với lại các bạn có thể là đã xem rồi và nhàm chán, nhưng mà đối với mình thì mình chưa chơi. Thì cái này mình sẽ đầu tiên mình sẽ chơi là nhân vật Ghost Rider. Thì anh em mình có biết tiểu sử về Ghost Rider không? Thì nếu mình nó kể sơ lại cho các bạn biết nhân vật Ghost Rider của mình. Thì ở trong đó mình thích trong những nhân vật Ghost Rider thì có nhiều What? Gì đây? Nhìn nhìn gì đấy? Thì chúng ta có nhiều Ghost Rider lắm, nhưng mà trong đó mình sẽ thích nhất là nhân vật Johnny Blaze. Ok, thì cái nguồn gốc của sức mạnh của Ghost Rider thì ở đâu? Thì ngày xưa thì có những con, nói chung là những cái thằng mà lằn chú quỷ gì đó nó đánh nhau, trong đó có thằng Mephisto như đó, thì nó đánh bại thằng quỷ kia tên gì mình quên rồi đó, thì nó mới dạng như là nó cướp được cái sức mạnh đó. Thì nó mới đi xuống dưới, nói nôm na là đi đến Trần gian tìm những cái linh người á, để mà ký ước đến nỗi cái linh hồn á, để sức mạnh đó. Thì Johnny Blaze là một nạn nhân của, nhưng mà trong khi đó những Ghost Rider khác thì bị bán đi linh hồn, nhưng mà chỉ có Johnny Blaze thì giữ lại được linh hồn của mình, nên là anh điều khiển được khả năng của Ghost Rider, nhưng mà theo ý muốn của mình, khi biến thành lúc nào biến thành đó. Nói chung là linh hồn của anh vẫn còn, anh có bị mất đi, vẫn có bản tính con người vẫn còn. Thì đây, hôm nay chúng ta sẽ nhập vai của Johnny Play. Ok, like em Moss nào. Ok, chúng ta sẽ chúng ta đã trở thành Johnny B, Johnny Play. Quên. Ok. Bạn nghĩ là ngầu không? Tức là ngầu. Mình thích nhất là cái nhân vật Ghost Rider này, bởi vì cái bề ngoài rất là cổ báo, nhìn nhìn rất là ngầu. À, họ lâu xin xỏ lửa cháy cháy cháy. Có thể phun lửa. Đã. Cái phun lửa tùm lum tà la luôn. Cốt. Ok. Bấm E là để đổi skill. The skill là Fireball, giống như là mấy võ sư ném lửa. Tôi dí theo luôn kìa. Thì ngoài ra, ngoài chúng tôi sử dụng vũ khí chính của Ghost Rider Place còn có sợi xích, nhưng mà cái này sợi xích này nó làm thật sự đẹp lắm, nên mình cũng không được thích lắm. Ok, cái chiêu này chơi gì đây? Attack mode và level Flame Flower One Chain Penance Stare là cái gì? Ô, bấm chuột phải, thứ nhất cái thùng lên kìa. Ồ, thì ra cái chiêu này là như vậy. Ok, lại phun lửa giống như là rồng nha. Thì kể đến những skill của play thì của Red thì cũng có rất nhiều skill, như là trong phim anh em mình có coi rồi sẽ thấy skill phun lửa này đúng không, hôm hôm nay bàn rồi rồi thể xích rồi có khả năng đốt cháy linh hồn bằng đôi mắt của mình khi nhìn vào cái đối phương, bởi vì khi mà đứa người nào làm điều ác á, thì Johnny B sẽ dùng mắt nhìn ra để đốt cháy tới linh hồn của họ. Rất hấp dẫn.
Thì ngoài ra thì không thích kể đến chiếc xe của chúng ta. Đấy, chiếc xe của chúng ta không thể nào thiếu được chiếc xe. Nhưng có Racer thì được dịch nôm na theo tiếng Việt là hóa tốc độ đó, thì không thể nào thiếu chiếc xe được. Vẫn có nhiều phim có đã rất tuyệt vời. GTA này chơi game Grand Theft Auto thì thật sự nếu mà không chơi mod thì quá phí. Nếu cốt truyện hay là cốt truyện, nhưng mà mình từ xưa giờ rất lười chơi, mình cốt truyện game này kiếp phá đó mình. Chơi mod quá đủ thứ. Chúng ta có thể đây tốc độ cao, nhưng mình phải bấm chút nữa để mà tăng tốc độ lên. Đó, sức mạnh rất là ghê gớm, chạy đến đâu là đồ đạc bay tung lên đó. Okay. Thì không biết ở cái mod này là có chạy được lên trên nhà hay không, chứ còn theo như mình biết thì Ghost Rider có thể chạy lên được cả những căn nhà, những nơi mà đường nói chung là tốc độ rất là cao, chạy lên được nhà của đất xuống nước cũng không bị tắt lửa. Không biết này đất xuống nước có tắt lửa không, mình phải đi test thử. Ok. Biết là ngồi lên xe khác nó có bốc lửa không ta? Mình thử coi. Ồ, ngồi lên xe khác có bốc lửa luôn à? Nhưng mà bánh xe nó bị cháy à? Sao sáng thế nhỉ? Ngồi lên bất cứ xe nào cũng có thể bốc lửa. Rất hay. Như vậy là nó giống như trong chuyên phim và những chuyện. Thì nó sẽ ra cầm sử dụng một cái vật gì đó thì nó sẽ bốc lửa lên. Còn như là cái lớp bị cháy thì phải. Nó bị sàn lắm. Cháy cái lớp rồi. Để không được. Có thể là mình, nếu mà mình này mình có thể thay đổi được, nếu mình add vô cái tiếng lớn quá, để mình chỉnh cái tiếng này nhỏ. Nếu mà như vậy thì mình có thể thay đổi được, theo mình biết thì mình có thay đổi được. Ví dụ như là bây giờ nó tắt hết luôn rồi. Ví dụ như là bây giờ là cái xe gốc của mình lại, mình sẽ vô trong ấy mình đổi cái tên xe lại thì có thể là ngồi xe sẽ bị bể bánh. Này em giữ tao SO vậy. Ok. Cái chiêu này là Venom Stare. Không biết tác dụng gì. Nói gì vậy? Thầy đó đốt cái linh hồn kìa. Đó, dùng đôi mắt đốt cái linh hồn. Đó, đúng đây là cái skill này. Đúng là cái skill này. You guilty. Ồ, bắn xét luôn kìa. Quái. Thôi chạy đi. Đó, đi vậy thôi, không lấy nó làm gì bên xác luôn. Thôi sắt đầu lên kìa. Look into my eyes, các bạn nghe không? Đó, thiêu đốt linh hồn. Nếu mà đối với Johnny Blaze là một người tốt, anh ra là anh ta sẽ sử dụng cái kỹ năng đó đối với những cái loại người ác. Rất là hay.
này giống chiếc Range Rover quá vậy. Ném lên. Ok, mình coi chiếc xe của mình tới, để mình chạy ra biển thử coi nó có tắt tắt lửa không. Ok, biển đi đường nào nha. Mình không chơi game này nhiều đâu nè, mình biết biết đường. Ok, chiếc ươm đó. Đường nào ra biển, map mình chưa mở hết. Cứ chạy lại một hướng vậy. Chạy lại đến đâu có nước là được. Ok. Thật sự là thật lắm, nhưng mà game này cũng đáng, nhưng mà cái mod này cũng đáng cho chúng ta test qua trải nghiệm. Rất là hay. Mình không biết đường ra biển đi đại bình thường nào đó. Có đã. Ok. Thì cái mod tiếp theo mình sẽ chơi nói với bạn các bạn mấy các bạn biết luôn, mất tên mình sẽ chơi đó là Black Panther. Thì cái nhân vật Black Panther này cũng là thật sự là vừa rồi rất là nổi, bởi vì có một cái phim về anh ta đó, nên là mình sẽ chơi cái mod đó. Thì Black Panther ở đây sẽ có những cái sức mạnh gì ở trong game thì chắc là bạn mod nó chưa được chuẩn lắm đó, bây giờ mới là nên bây giờ chỉ chơi thử thôi. Khi nào nó có bản strip ổn định hơn, ta sẽ test lại. Ok. Tôi ra núi rồi kìa. Ôi da. UT. Ok. Rồi, đẹp hết. Why? Thường là gần núi sẽ có biển. Đây. Đây có biển không? Để hết thẳng đường này hoài nó sẽ đi đến đâu? Đây có lẽ là đường cao tốc, đường gì đó, quá đẹp. Thì Ranger Auto càng ngày càng làm cho cái game sinh động hơn đối với lại cái thế giới quá tuyệt vời, bởi vì rất là rộng rãi và cũng rất là đẹp. Tông mình luôn kìa. Đi đâu cũng thấy cảnh sát cả. Muốn tìm con sông để test thử cái game này, cái lửa thôi mà. Lửa địa ngục có thể là có lẽ sẽ không bị tắt đâu. Chiếc xe nào có thể chặn đứng được tốc độ của Ghost Rider. Thấy rồi đây. Đây tới biển rồi. U chạy được trên nước luôn nè. Quá vãi. Rất giống trong phim. Tốc độ này không được bằng trong phim thôi, mà là chạy được trên nước. Ok. Rất đẹp. Nước cháy luôn các bạn thấy không? Ok, chạy xuống mình bơi thử coi. Lửa không thể nào tắt được, đây là lửa địa ngục.
Còn mình thể cháy được. Tốt đẹp. Ok, nhìn đang quay quỷ nhìn lại muốn đi tập biển. Ok, cái mod này thật sự là tốc độ của Sheridan vừa ẩn độ như thế thôi. Này con khi xuống nước lên có độ bóng con nước rất là đẹp. Game ok này nó còn nhớ còn chiêu xoay gió nữa ta. Quay nữa. Ok, thì như vậy chúng ta đã có thời gian để mà test cái mod này. Thì thật sự là đây chỉ là những cái mod để chúng ta có thể chơi để mình gặp gỡ những niềm đam mê và gặp gỡ những cái nhân vật mình thích ở trong các phim sinh hồn thôi. Thật sự cũng không có cái mission nào để dùng cho game, bởi vì chưa có game riêng dành cho nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Chúng ta sẽ gặp lại cái clip khác về Black Panther. Ok.